chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hưng Yên kết thúc phong tỏa cách ly tại một số địa phương của huyện Khoái Châu. 20 tấn vải thiều Bắc Giang sang Nhật Bản bán gần hết. Các trường học nỗ lực thi học kỳ online. Một số đơn vị doanh nghiệp, người lao động vẫn còn lơ là trong công tác đảm bảo an toàn lao động. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 27 tháng 5 tại khu công nghiệp Quế Võ, phát biểu phát động tiêm phòng vaccine COVID-19 cho công nhân tại các khu công nghiệp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh, nhất là nguy cơ xuất hiện các ca mắc trong các khu công nghiệp. Với thông điệp phòng chống dịch 5K và vaccine, Việt Nam đã chủ động tìm nguồn cung vaccine khác nhau trên thế giới để đảm bảo có vaccine tiêm chủng cho người dân sớm nhất và đảm bảo công bằng, an toàn, hiệu quả. Việc triển khai tiêm cho các công nhân trong nhà máy xí nghiệp nhằm mục đích dự phòng các ca nhiễm trong cộng đồng vào khu công nghiệp và tránh lây nhiễm chéo, từng bước khống chế ca nhiễm trong các doanh nghiệp. Trong đợt phân bổ vaccine lần này, Bắc Ninh được phân bổ 150.000 liều và sẽ dành khoảng 90.000 liều vaccine cho công nhân. Nhân dịp này, Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải Việt Nam đã ủng hộ quỹ vaccine của tỉnh Bắc Ninh 2 tỷ đồng. Bắt đầu từ ngày 28 tháng 5, 4 khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang là Đình Chám, Quang Châu, Song Khê Nội Hoàng và Vân Trung sẽ được tổ chức lại sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu kép của chính phủ vừa chống dịch vừa khôi phục phát triển kinh tế. Kế hoạch để 4 khu công nghiệp nói trên trở lại hoạt động được chia thành 2 giai đoạn. Trong thời gian giai đoạn 1, các doanh nghiệp chỉ được sử dụng các lao động đã được cơ quan y tế, chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận có 2 lần xét nghiệm âm tính với COVID-19. Trong đó, lần gần nhất là 1 ngày trước thời điểm quay lại doanh nghiệp làm việc. Người lao động phải được bố trí chỗ ở tại doanh nghiệp hoặc ký túc xá riêng biệt của doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp phải tầm soát COVID-19 với toàn bộ người lao động, mỗi tháng xét nghiệm 50% lao động trước ngày 15 hàng tháng. Giai đoạn 2, các doanh nghiệp trở lại trạng thái bình thường mới, nhưng vẫn phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh theo yêu cầu của tỉnh. 12 giờ ngày 28 tháng 5, tỉnh Hưng Yên đã dỡ bỏ phong tỏa 4 thôn xóm của huyện Khoái Châu sau 21 ngày thực hiện lệnh phong tỏa cách ly phòng chống COVID-19 không có ca nhiễm mới. Theo đó, tỉnh Hưng Yên đã kết thúc phong tỏa cách ly đối với 4 địa bàn là thôn Từ Lý, xã Đông Ninh, xóm Trung và xóm Đô Lương, thôn Toàn Thắng, xã Tân Châu, xóm Bắc Sơn, thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu và xóm 1 thôn Ninh Tập, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu. Đây là những địa bàn dân cư đã ghi nhận các ca mắc COVID-19 từ đầu tháng 5, nhưng đến nay không phát sinh ổ dịch mới, ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Tình hình xã hội, đời sống của người dân vẫn ổn định. Đồng thời kết thúc cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, 5 xã là Đông Ninh, Tân Châu, Đông Kết, Đại Tập, Tứ Tân. Tỉnh Hưng Yên yêu cầu địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, theo dõi sức khỏe người dân và thực hiện khuyến cáo 5K của ngành y tế. Tính từ đầu tháng 5 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 37 bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó, 7 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 30 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. Bắc Giang hiện là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19, tỉnh phải đóng cửa 4 khu công nghiệp với hơn 6 vạn công nhân. Và trong những ngày này, cả nước vì Bắc Giang đang hết lòng chi viện sức người, sức của, dốc sức cùng tỉnh kiểm soát dịch bệnh. Để kịp thời hỗ trợ người dân khó khăn trong tâm dịch, vượt qua chặng đường gần 2.000 km, dòng họ Hoàng Huỳnh từ miền Nam ra đã kịp trao tặng vật tư y tế và nhu yếu phẩm trị giá hơn 2,1 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang. Cũng như là câu nói của Bác Hồ là đại đoàn kết sẽ thành công, tạo nên thành công, tạo nên sức mạnh thành công. Vì vậy, dòng họ Hoàng Việt Nam chúng tôi đã tương thân tương ái và hướng tới cái việc là ủng hộ hỗ trợ những nơi nào đang cần, đang khó khăn. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, gần một tháng qua, cả hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang đã dốc toàn lực để phòng chống dịch. 4 khu công nghiệp lớn với hàng trăm doanh nghiệp đã phải tạm dừng hoạt động, dây chuyền sản xuất bị đứt gãy, hàng vạn công nhân phải cách ly y tế không thể đi làm. Khó khăn là vậy, nhưng nhiều doanh nghiệp trong tâm dịch vẫn tình nguyện chung tay cùng chính quyền chống dịch. Đây là thời gian thực sự khó khăn với doanh nghiệp và người lao động, song không thấm tháp gì so với sự vất vả của các bác sĩ và các cơ quan chức năng. Chúng tôi thấu hiểu và cảm thấy cần có trách nhiệm chống dịch cùng địa phương. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, nhiều địa phương, đơn vị trong cả nước và các tổ chức cá nhân đang hướng về Bắc Giang chi viện cả về nhân lực, vật lực với tinh thần sẻ chia, đoàn kết.
quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh là tất cả vì cả nước và cả nước vì Bắc Giang. Đến giờ phút này có thể khẳng định là gần 1.000 tổ chức cá nhân đã ủng hộ việc chống dịch của Bắc Giang, và toàn bộ các nhu yếu phẩm, tiền và các cái nguồn lực chúng tôi đã chuyển về ban chỉ đạo tỉnh và chuyển lên tuyến đầu. Trong thời điểm khó khăn nhất thì tình người, sự sẻ chia, đoàn kết lại tỏa sáng. Cùng với sự nỗ lực của tỉnh, sự hỗ trợ chung sức của đồng bào, người dân cả nước đang tiếp sức mạnh để Bắc Giang có thêm nguồn lực đẩy lùi dịch bệnh. Sáng ngày 27 tháng 5 tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, 83 giảng viên, kỹ thuật viên, sinh viên của nhà trường xuất quân tham gia hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang. Đoàn được thành lập nhanh chóng ngay sau yêu cầu của Bộ Y tế vào chiều ngày 26 tháng 5. Thành viên đoàn công tác gồm giảng viên các khoa như y tế cộng đồng, điều dưỡng, kỹ thuật viên bộ môn hóa sinh, bộ môn sinh lý bệnh, miễn dịch, bộ môn sinh lý và các em sinh viên năm cuối lớp xét nghiệm y học K10 của nhà trường. Trong đoàn công tác này thì là với cái nhiệm vụ cụ thể đó là sẽ giúp đỡ và là ban chỉ đạo cũng như là Sở Y tế Bắc Giang ở hai cái hoạt động cụ thể đó là gọi là sàng lọc, truy vết và hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, thì là đoàn công tác cũng gồm các cán bộ giảng viên với những năng lực tương ứng, và nhà trường cũng đã có những cái hoạt động bồi dưỡng và là tập huấn tăng cường từ lâu rồi chứ không phải là từ hôm qua mà khi mà có lệnh điều động của Bộ Y tế. Bản thân thì không có một cái gì lo lắng cả, và cái điều lo lắng nhất của tôi hiện nay là làm thế nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trước mắt và đóng góp một phần nhỏ bé vào trong cái công cuộc chống dịch chung của cả nước cũng như là cái công cuộc phòng chống dịch của các cái địa điểm địa phương có cái dịch bệnh mới nổi nhất hiện nay. Tham gia đoàn công tác của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, ngoài các thầy cô giáo còn có cả các em sinh viên. Các em đều bày tỏ mong muốn sẽ được đóng góp một chút sức lực nhỏ bé của mình để Bắc Giang nói riêng, cả nước nói chung, nhanh chóng khống chế dịch COVID-19 để cuộc sống trở lại bình thường và an toàn. Khi mà tình hình dịch bệnh mà căng thẳng và nguy hiểm như thế này thì bọn em cũng đã được phổ biến qua về tình hình ở trên Bắc Giang. Thì chúng em cũng chuẩn bị những cái quân tư trang rất là cơ bản nữa ạ. Và đặc biệt là chủ yếu là tinh thần, thì chúng em cổ vũ tinh thần cho nhau và là sẽ cố gắng hết sức và sẽ mong muốn là góp sức nhỏ của mình cùng với lại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng có thể giúp cho tỉnh Bắc Giang sẽ nhanh chóng hết dịch và cùng giúp cho Việt Nam có thể là chấm dứt đại dịch nhanh nhất có thể ạ. Theo Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, sau khi nhà trường phát lệnh lên đường tình nguyện làm việc tại Bắc Giang vào chiều hôm qua 26 tháng 5, nhiều sinh viên mong muốn tham gia tình nguyện. Tuy nhiên, theo yêu cầu của cấp trên, nhà trường đã bố trí đội ngũ chuyên nghiệp, đúng chuyên ngành tham gia phòng chống dịch. Ngày 28 tháng 5, tỉnh Ninh Bình đã thành lập tổ công tác liên ngành nhằm kiểm tra kiểm soát tại các đầu mối giao thông, điểm dừng đỗ của xe chở khách đường dài để kiểm soát về người và phương tiện ra vào tỉnh. Theo đó, tổ công tác liên ngành đã thành lập 5 chốt kiểm tra, kiểm soát tại các vị trí: cầu Non Nước, phường Đông Thành, cầu Nam Bình, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, cầu Khuất, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, dốc Xây, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, cầu Lập Cập, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan. Các chốt kiểm soát được bố trí lực lượng thường trực gồm thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, cán bộ, nhân viên y tế với số lượng 6 người trên ca, chia đều các lực lượng, hoạt động 24/24 giờ vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản thông tin 20 tấn vải thiều sớm của Bắc Giang ngay trong ngày đầu cập bến sang thị trường Nhật Bản đã được tiêu thụ gần hết. Giá bán dao động từ 350 đến 500 ngàn đồng trên 1 kg. Ngoài chất lượng mẫu mã vượt trội được người dân bản xứ ưa chuộng, còn có một phần do thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với doanh nghiệp tại nước này tạo kênh bán vải Bắc Giang online. Nhờ vậy, vải thiều Bắc Giang được đông đảo người dân Nhật Bản biết tới. Nhật Bản là một trong những thị trường cao cấp, khó tính. Khi vải thiều tiêu thụ được vào quốc gia này càng khẳng định uy tín của sản phẩm như một giấy thông hành có thể tiếp cận các thị trường khác. Vượt qua nhiều khó khăn, toàn miền Bắc đã có một vụ đông xuân thắng lợi. Đây là thông tin tại hội nghị trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sơ kết vụ đông xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa năm 2021 diễn ra ngày 28 tháng 5. Vụ đông xuân miền Bắc 2020-2021 bị ảnh hưởng bởi nhiều đợt thiên tai bão lũ. Thêm vào đó, dịch bệnh COVID-19 cũng tác động đến sản xuất tiêu thụ ở một số diện tích rau màu.
Tuy vậy, các tỉnh phía Bắc vẫn có một vụ sản xuất thắng lợi, đạt cả về năng suất, giá trị và lợi nhuận. Sản lượng lúa toàn miền Bắc vụ đông xuân 2020-2021 ước đạt 6,9 triệu tấn, tăng khoảng 34.000 tấn so với vụ đông xuân năm trước. Vụ hè thu vụ mùa năm 2021, toàn miền Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra, dự kiến gieo cấy hơn 1,2 triệu hectare, sản lượng phấn đấu đạt khoảng 6,3 triệu tấn, tăng khoảng 4.000 tấn so với vụ lúa hè thu vụ mùa năm trước. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho người lao động, mà còn tăng năng suất chất lượng trong sản xuất của mỗi doanh nghiệp. Mặc dù vậy, công tác này vẫn chưa được một số đơn vị người lao động quan tâm đúng mức nên tai nạn lao động vẫn còn xảy ra. Chỉ tính riêng trong tháng 5 này, tháng an toàn vệ sinh lao động, Hưng Yên đã xảy ra 2 vụ tai nạn lao động làm chết 2 người. Cách đây 20 ngày, trong lúc đang làm việc cùng nhóm thợ xây dựng nhà ở cho một hộ gia đình, ông Huấn 57 tuổi ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên không may bị tấm bê tông đổ sập vào đầu dẫn đến tử vong. Gia đình ông cho biết làm thợ xây hơn 30 năm nhưng là nghề tự do nên ông Huấn không tham gia bảo hiểm, không được trang bị kiến thức về an toàn lao động. Khi tai nạn xảy ra, chủ nhà và nhà thầu chỉ hỗ trợ cho gia đình mấy chục triệu đồng để mai táng. Chúng tôi đi làm tư nhân này thì làm chả có ai trang bị cái gì hết. Bảo hiểm y tế không có, xã hội không có. Không may mình mất là mình người thì mình thiệt thôi. Gần đây nhất vào ngày 19 tháng 5, tại xưởng thép của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thép Nam Phát, xã Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, cũng đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, làm một công nhân tử vong. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh có 130 doanh nghiệp báo cáo đã xảy ra 23 vụ tai nạn lao động, làm 5 người chết và 18 người bị thương. Tuy nhiên, thực tế, con số này ghi nhận tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh còn lớn hơn rất nhiều. Năm 2020 chúng tôi đã cấp cứu xử lý hơn 300 bệnh nhân tai nạn lao động, cụ thể là 309 bệnh nhân bị tai nạn lao động. Từ đầu năm 2021 đến nay thì chúng tôi đã cấp cứu và xử lý hơn 100 bệnh nhân tai nạn lao động. Nguyên nhân thì rất đa dạng, với những công ty mà người ta sản xuất các cái vật liệu cứng thì cái chẳng hạn nhôm kính hoặc sắt thép thì cái tai nạn chính của họ đó là những vấn đề là bị vật sắc nó cắt vào các phần của cơ thể. Với những công ty mà chẳng như công ty may mặc thì cái tai nạn hay gặp của công nhân đó là kim đâm vào, hoặc một số công ty mà sản xuất hóa chất, đồ inox, đồ nhựa thì cái tai nạn của họ thường gặp đó là bị bỏng hơi, bỏng nóng, bỏng lửa. Tai nạn lao động xảy ra không chỉ gây thiệt hại về vật chất, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động mà còn làm người lao động bị mất sức khỏe, thậm chí cả tính mạng bản thân. Chính vì vậy, để không phải khắc phục hậu quả thì chủ sử dụng lao động và người lao động cần quan tâm hơn đến những lợi ích của mình và chủ động trang bị những kiến thức cơ bản về an toàn lao động. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước, công đoàn ở đơn vị cần phát huy vai trò của mình trong việc phối hợp với chủ sử dụng lao động, doanh nghiệp để bảo vệ lợi ích cho người lao động. Đến thời điểm hiện tại, cả nước có 18 học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông là F0, 394 trường hợp thuộc diện F1 đang phải cách ly tập trung. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như các địa phương đã xây dựng nhiều kịch bản, trong đó có việc tổ chức thi kỳ thi đảm bảo an toàn nghiêm túc cho những học sinh này. Theo đó, các em học sinh F0 sẽ giống trường hợp ốm đau, bệnh tật trong quá trình thi nên không thể tham gia. Bên cạnh đó, cần truyền thông về kỳ thi không quá nặng nề để các em học sinh có tâm thế ôn luyện tốt nhất, đồng thời đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan và hiệu quả. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ huy động các trường khối ngành sức khỏe, các trường công an, quân đội điều động vào vùng điểm thi có dịch, nguy cơ cao, có thí sinh diện F1 hoặc F2. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, với kinh nghiệm xây dựng phương án thi cho Đà Nẵng vào năm ngoái do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên Bộ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh. Trong khi tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, việc trở lại trường thi trực tiếp ở thời điểm nào là rất khó đoán định. Vì vậy, thi học kỳ online đang là phương án được một số trường học tại Hà Nội lựa chọn nhằm đảm bảo kết thúc năm học đúng tiến độ và an toàn trong điều kiện dịch bệnh. Làm thế nào để chống gian lận, đồng thời đánh giá đúng chất lượng học là thách thức lớn nhất với các nhà trường. Mạnh Tán đi đầu triển khai phương thức đánh giá định kỳ mới này. Trường Trung học Phổ thông chuyên Ngoại ngữ, trường học đầu tiên trên địa bàn Hà Nội thực hiện kiểm tra học kỳ trực tuyến. Chưa từng có tiền lệ nên công tác chuẩn bị vừa phải rốt ráo, vừa phải cẩn trọng. Trong đó khâu coi thi được đặc biệt quan tâm. Các con nếu như không có cam thì các con không được dự thi.
Cái thứ hai đấy là cái việc mà các con chỉnh cái cam của mình ở trên cái phần mềm ấy, thì yêu cầu là các con phải quay đủ được cả mặt, cả chỗ ngồi và bài làm. Phải chuẩn bị hơn một tuần, trường Trung học cơ sở Thành Công mới quyết định sử dụng phương thức này. Để đánh giá học sinh chính xác, công bằng và khách quan, quy trình tổ chức kiểm tra trực tuyến buộc phải đầu tư nhiều hơn ở khâu xây dựng ngân hàng đề thi. Nhà trường đã tạo một cái nguồn câu hỏi trắc nghiệm đủ lớn để có thể tạo ra một số lượng học sinh, số lượng câu hỏi với ma trận đề là sẽ không bị trùng lặp. Thay đổi phương thức nhưng không làm giảm hiệu quả đánh giá, trường Trung học phổ thông Hà Thành đã có sáng kiến tổ chức kiểm tra vào khung giờ buổi tối. Đây là khoảng thời gian nhà trường tranh thủ được sự hợp tác của các giám thị đặc biệt, đó chính là phụ huynh. Thì trước hết là phải có sự đồng hành cùng của phụ huynh với nhà trường để phụ huynh cùng tham gia với nhà trường trong cái việc về nhắc nhở các con thực hiện nghiêm túc trong kiểm tra. Có quyết tâm, ắt có giải pháp. Mỗi nhà trường một cách làm, nhưng chìa khóa để mở ra thành công cho phương thức thi mới này chính là niềm tin và sự tự giác và trung thực của học sinh. Mình biết được mình ở mức độ nào thì mình sẽ phải cố gắng lên để mình tiếp theo là sau đấy, sau kỳ thi này có những kỳ thi khác và hướng tới bọn em là cũng phải đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu mà bây giờ muốn thi ở trường thì phải đợi hết dịch và rất là lâu, và bây giờ muốn thi trực tuyến ở nhà thì nó sẽ nhanh hơn và nó tiện hơn ạ. Dù được phép triển khai, nhưng khảo sát cho thấy mới chỉ ít trường tại Hà Nội tiến hành kiểm tra trực tuyến. Ngoài khó khăn về vấn đề đường truyền hay phần mềm đánh giá, thì những nghi ngại về gian lận thi cử, bất công bằng trong điểm số chính là một rào cản lớn. Mức độ chưa sẵn sàng này cũng cho thấy định hướng học thật, thi thật, nhân tài thật của ngành giáo dục vẫn còn rất nhiều thử thách phải vượt qua. Thưa quý vị và các bạn, những vụ cháy liên tục xảy ra trong thời gian qua cho thấy công tác phòng ngừa cháy nổ vẫn chưa thực sự được quan tâm một cách thường xuyên liên tục, nhất là ở các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, thậm chí tập kết hàng phế liệu ngay trong khuôn viên nhà ở, các kho, bãi phế liệu. Nói cách khác là công tác này vẫn còn bị buông lỏng, người dân thì chủ quan lơ là. Phóng sự được thực hiện tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Gia đình bà Nguyễn Thị Liệu làm nghề kinh doanh phế liệu từ hơn chục năm nay. Toàn bộ hàng phế liệu được thu mua về đây sau khi phân loại sẽ được chất đống như thế này. Đang nói là cả nhà kho chứa phế liệu lẫn nhà ở đều không có một thiết bị chữa cháy nào, chưa chưa nói đến hệ thống cảnh báo. Nó có đơn giản thì nó là cái phế liệu nên là cũng không ấy lắm, không cẩn thận lắm đấy, thật vậy. Chỉ có cái bình phịt là cảm thấy là nó không may thì là để phịt thôi. Thế là mình cũng không hệ thống phòng cháy đấy. Có đâu ạ? Có, nhưng mà có hôm trên cái mượn mất rồi. Cái gì mà mượn? Mượn cái bình mà. Mấy bình? Một bình thôi. Xã Đồng Tiến, địa phương có nhiều hộ kinh doanh phế liệu nhất huyện Khoái Châu. Hầu hết các hộ cũng đều trong tình trạng tương tự. Thậm chí nhiều hộ còn tập kết chất đống cao bên trong và xung quanh nơi ở ngay trong khu dân cư, khiến cho những người sống xung quanh phải lo lắng. Chúng tôi là những người dân ở quanh đây mà thấy là nguy cơ và cháy nổ là dễ xảy ra. Bởi vì là các loại bao bì mà để như này thì những ảnh hưởng đến nhà dân khi mà xảy ra cháy nổ như này là sẽ cháy lan ra là lớn. Nghị định 136/2020 của Chính phủ quy định các hộ gia đình có nhà ở kết hợp với kinh doanh sản xuất phải có phương tiện phòng cháy chữa cháy, có giải pháp thoát nạn và ngăn chặn cháy, có cơ sở dữ liệu theo dõi điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy. Trong đó, Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện quy định về phòng cháy, chữa cháy trong khu dân cư. Để nó kinh doanh phế liệu thì nhiều cũng tương đối độ vài ba chục hộ, nguy cơ cháy nổ nó rất là lớn. Xã thì đã cho ký cam kết. Cam kết là nội dung nó dài lắm nhưng mà em đọc nó không nhớ. Sự thiếu sâu sát của chính quyền cơ sở là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Cơ quan quản lý phòng cháy chữa cháy cũng thừa nhận hiện nay trên địa bàn huyện có gần 50% cơ sở kinh doanh chưa có kiến thức và chưa có hệ thống phòng chống cháy nổ. Thời điểm cuối năm 2020, đầu năm 2021 ở tỉnh ta đã xảy ra gần chục vụ cháy, gây thiệt hại hàng tỷ đồng, điển hình như vụ cháy xưởng tái chế nhựa xảy ra tại thôn Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tại thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm,
hầu hết các cơ sở này đều không trang bị hệ thống cảnh báo và chữa cháy. Thực tế này cho thấy cần có sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng và chính quyền về lĩnh vực này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.